diễn đàn motosaigon.vn. Hiện tại trước mắt các bạn đây là cái con xe rất đặc biệt, rất là được nhiều người mong đợi, đó là Honda Super Cup C125/2018. Đây là phiên bản thương mại đã bắt đầu bán ra tại thị trường Thái Lan với giá bán là 89.000 bạc, nó tương đương với lại 65 triệu đồng. Xe hiện tại đã có 3 phiên bản màu, nó có là màu xanh như các bạn thấy đây, màu xanh nhạt kết hợp với cái cánh bộ ốp cánh chim màu trắng nhà rất là đẹp và màu đen. Ngoài ra có phiên bản màu đỏ. Đây tổng cộng 3 phiên bản màu của Honda Super Cup C125 tại Thái Lan. Đây là mang cái dáng C125, nó mang cái kiểu dáng thiết kế hiện đại mà pha lẫn cổ điển đó. Đó là Neo Retro. Các bạn thấy đây, cái hệ thống đèn của cái con C125 này là hệ thống full LED hết, tất cả đèn chiếu sáng, xi nhan trước sau và đèn hậu đều là đèn full LED hết. Bộ vành trước có kích thước 70, 90, 17, vành 17 inch, vành đúc 17 inch chữ Y rất. Mình đi vào chi tiết cho các bạn xem. Vành đúc, phanh đĩa trước luôn, kết hợp với heo phanh của Nissin, hàng hiệu của Nissin luôn, một bít tông. Đây là mẫu xe đang rất là được cộng đồng biker tại Việt Nam quan tâm bởi thiết kế cúp huyền thoại, hầu như đã được hồi sinh lại, vừa mang nét cổ điển và nét hiện đại luôn. Đây đồng hồ, đồng hồ trên đây đồng hồ hiển thị tốc độ đèn kim. Đây nó có màn hình LCD hiển thị các thông tin cần thiết. Đây những cái đèn báo như là báo mo, báo xi nhan, pha, code vân vân. Gần công tắc bên trái, code, pha, nút kèn, đây là xi nhan. Bao tay cầm khá là êm và chắc chắn. Gần công tắc bên, gần công tắc bên phải nó là có nút khởi động này, khởi động điện. Thì động cơ của con này là động cơ SOHC cylinder giải nhiệt bằng gió, nó cho ra công suất tới 9 mã lực. Nói chung là cũng tương đối rất là phù hợp cho các bạn đi lại trong thành phố mỗi ngày, tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây nó chưa trang bị cái bộ chìa khóa smart key với cái đèn LED xung quanh thôi. Kỳ vẫn tương tự cái mẫu xe này ra của ta tại Việt Nam thôi. Super cúp, tiếng rất đẹp. Yên xe có bề ngang rộng, da màu xám. Đây. Ốp lốc máy bên phải được sơn rôm, được mạ rôm rất là đẹp. Phanh, gác chân, gác chân nhìn khá là chắc chắn và trau chuốt. Hệ thống bô, hệ thống bô zin cũng được hãng trau chuốt rất là tỉ mỉ. Phanh đùm sau, bánh sau cũng là vành đúc luôn, có kích thước là 80, 90, vành 17. Và điểm đặc biệt của cái bộ lớp trước sau này là lớp không lột, không xâm như này, túp led. Là thấy đây, này cũng là một cái ưu điểm của con Honda Super Cup C125 này. Đây là xi nhan sau full LED, nhìn như một viên pha lê vậy đó, các bạn thấy rất là đẹp. Ở trong cái ốp xi nhan ở trong mạ rơm và bao ngoài đó là một cái khối nhựa trong suốt như này, nó tạo cái hiệu ứng thủy tinh rất là đẹp, giống như một món trang sức luôn. Đây cái hệ thống đèn hậu ở phía sau cũng là full LED và cũng thiết kế dạng dài giống cái mẫu concept lúc trước Moto Sài Gòn đã có đăng rồi. Và đây là phiên bản thực tế luôn, phiên bản thương mại. Hệ thống đèn full LED
thị chi tiết cái đèn vô cho các bạn cùng xem. Rất là đẹp. Hai cặp kính chiếu hậu dạng tròn cổ điển đặc trưng của Super Cup. Đây là phiên bản màu đỏ trắng. Cũng có thông số kỹ thuật và giá bán tương tự. Đây là phiên bản màu xanh nhạt, rất là đẹp. Bạn thấy dàn đầu của cái con C125 này được hãng thiết kế lại rất là đẹp. Hệ thống đèn xi nhan trước đã được tích hợp vào trong luôn cái cụm của đầu đèn này, bên trái cụm đầu đèn. Từ góc nhìn này các bạn thấy cái đầu xe mang nét cổ điển của Super Cup và vừa mang cái nét hiện đại hoàn toàn mới. Hai bên bửng xe nó lại có tích hợp cái logo nổi của Honda Motorcycle, cánh chim cổ điển. Ra tại triển lãm hôm nay Honda cũng mang tới trưng bày một mẫu Honda Super Cup C125 rất là đặc biệt, đó là màu xanh dương, màu đặc trưng của Honda Super Cup, cũng là cái giống như cái màu concept lúc trước, và đây là phiên bản thương mại này. Màu xanh đậm kết hợp với cái bửng nó không phải là màu trắng nha, nó là một màu xanh luôn, nhưng mà có cái độ sắc xanh rất là nhẹ. Yên xe thì da màu đỏ. Đây được xem như là phiên bản màu đặc biệt của cái con Honda Super Cup C125. Rồi mình đã đi chi tiết tổng cộng tới 4 phiên bản màu của Honda Super Cup C125 2018, và giá bán của nó tại thị trường Thái Lan là 89.000 bạc, tương đương với 65 triệu Việt Nam đồng. Hình ảnh chi tiết về Honda Super Cup này và giá bán cụ thể các bạn cùng lên motosaigon.vn để xem chi tiết hơn nhé. Xin chào các bạn.